Xin chào mọi người, mình là GV Game. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi Oh My God King. Oh my god. Đau. What David? Trời đâu kiến gì vậy? What the hell? Từ từ lên cây. Hôm nay mình sẽ chơi Minecraft Crazy Grab 3 Season 2. Bởi vì trong một điều qua mình có báo một cái lên fanpage, đó là bạn nào muốn mình chơi tiếp season 2 của Minecraft Crazy Grab. Bởi vì mình nghe nói nó khá là có nhiều khóa, cũng khá là nhiều cái update mới cho cái Crazy Grab này. Thế là mình cũng muốn chơi. Và ok, mình sẽ, các bạn sẽ cùng nhau tận hưởng nhé. Vậy nào, bắt đầu thôi. 3 tim 2 thịt. Shit, mấy con kiến này cắn đâu thế. Thôi chắc rồi, cái nó cắn chết luôn đó. Ôi rồi kiến bu kìa. Ôi rồi, cái này là ăn. Ôi, này là kiến to luôn chứ không phải kiến nhỏ. Shit. Ok. Ở đó nhiều ký quá, mà ở đây mình sẽ lấy gỗ ở đây trước nha. Mình nếu không qua bờ. Con gì vậy? Ui. Frog à? Nó chơi lì vậy. What the fuck? Ui. Nó drop cái symbol wall. Ngon chim nha. Chúng ta sẽ lấy gỗ. Tuyệt vời. Gỗ thật là tuyệt vời mà. Ok. Ủa hết rồi. Mình tưởng cái cây này cao. Sorry, mình đang bị cái gì đó mình cũng không biết. Wait. Đó là Dan. Dan TDM đúng không? Ok, có phải đúng. Rồi con này ơi. Ui. Ui, mã con kiến. Con kiến. Con kiến biết bơi à? Cái đậu phong. Ok, biến đi. Này là Temirai, còi con này đánh còn đầu hơn nữa. Đầu mà biến không có đời tao. Ok, mình sẽ lấy cái này chúng ta. Ê, mình có được cái gì này? Ê, mình có được đầu antenna là cái này là chỗ của con yến này. Của con kiến này. Ngon. Lộn tên đứa bạn. Ok, sorry. Chúng ta sẽ lấy hết cái này và cái này đi. Ok. Ôi. Drop frame. wait what? Có gì đây? Pet đầu tiên, first pet. Yeah. Ok, mình nhưng còn nhớ cái pet này. Có thể thế nào nhỉ? Xem nào. Hill regeneration fill empty bucket with lava. Để cụ lại xài mấy cái này với lava nó mâm. Chúng ta vô lava. Oh my god. Giờ nó upgrade cái tháp nè. Villa. Ok. Bây giờ mình sẽ lên trên thằng Dan này và sẽ check đồ các kiểu xem nào. Biết đâu nó có đồ ngon sao nhỉ. Ok. Ôi. Rồi vẫn drop frame. Ok. Mày mình thấy con ếch đúng không? Ở khoan, từ từ, mình sẽ biến thành con ếch. Các bạn ở cạnh chữ B nó có hai cái nút mở ngoặc. Hai cái nút liên tiếp nha, cạnh chữ B, chữ bờ phở ấy, nó có hai cái nút dành cho các bạn muốn chỉnh lên chỉnh xuống. Ok. Mình chơi con này. Ôi. Wait what? Ê, bó tôi gần kìa. Shit. Wow. Nó có gì? Bo tự gân bình thường. Atlant bo tự gân và bacon. Đấy, mình sẽ lấy cái bacon đi. Nhìn nó khá là lạ và đẹp. Lấy cái iron luôn. Và mình sẽ lấy lại con bed này. Đây bed bed đầu tiên của mình. Và cái antenna này. Shit. Sao lại đóng cái cửa? Ê khoan, mình sẽ bắn lên. Ôi, wait what? Ok, tuyệt vời. Yeah. Tuyệt vời, không còn gì để chơi luôn. Bắn cái này để mà ok, để mà thấy đường mà. Wait what? Không thấy à? Vừa là đừng đùa chứ fan. Thôi kệ, đi xuống đi. Ok. Ê, ta cần đi xuống. Ê, ta cần đi xuống.
Đen vậy không, cái đường hư con ngựa. Ok, ở đây sẽ đập dễ hơn, mình sẽ đập lóc đập đi xuống một đường luôn. Ôi già đầu ấy. Ok, làm việc đan. Chúc làm việc tốt lành nhé. Xong nào trong tuổi. Ê, mình có thêm một cái rương này. Sniper. Ê đâu? Đúng không? Spider. Ok. Nhận. Spider. Cái này thì có làm được gì? Wow. Mấy sao mấy fan ơi, ngon chim. Ok, ở đây còn một con gà nữa, nên là mình sẽ qua chỗ con gà luôn. Không biết con gà là tên gì nhỉ? Ok, mình sẽ làm một cái bàn craft trước, bởi vì bây giờ mình đang có vài ổ bánh mì. Ôi, mình lại thấy pet nữa kìa. Check in nào. Pet này có tác dụng hình như là giúp các bạn không bị creeper cắn, bởi vì creeper rất sợ mèo. Wow, hay, ý kiến cũng cũng ổn, cũng ổn. Bạn sẽ khởi đầu nan. Gian nan thì bắt đầu nản thôi. Ok. Bây giờ mình sẽ bắt ui. Ui, ngon phết nha. Cái spider pet này ngon phết, nó để nhảy cao quá biết luôn mà. Không 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 là té. Thức ăn của nó là rau mít. Rau mít này. Rau mít. Cái này ăn gì vậy? Chắc là chicken là được. Ok. Chắc là thịt rau chicken là được. Ở đây có block sắt này, ngon rồi. Công trình gì đây? Cái công trình quay block sắt để thế này á. Trời. Ôi. Không đùa, không đùa. Chúng ta có thể làm ngay một cái pick bằng sắt ngay đây. Ok. Không tệ chứ nha. Nghèo tiếng nó có lẽ không không tệ một chút nào luôn. Bây giờ mình sẽ đào. Wow, toàn bộ là sắt. Và mình sẽ đào thêm cái này nữa, tại vì cái này nhìn khá là đẹp. Có thể làm nhà thì mình nghĩ là vậy. Quay nhìn chất lượng hết, màu màu nó màu xanh, nhìn nó tươi tươi đẹp đẹp. Ok, chúng ta sẽ đào iron ngay tại nhà của con gà này. Ok. Ui, nó có cái miếng slab à. Cảm ơn nhé. Tại vì kiểu thanh niên kia muốn lấy toàn bộ, không bỏ miếng nào, lấy slab cũng lấy luôn. Bằng sắt chứ đâu phải giỡn mấy friend. Trời, bằng sắt mà. Chứ có phải là kiểu bằng mũ, bằng gỗ, bằng vàng đâu. Không, thật sự vàng mình nghĩ mới quý hơn. Thôi có kệ con, không quan tâm đâu. Tôi không quan tâm. Kiểu vậy. Bây giờ thì, ui, what? Nó có cái gì mà nó nãy mới đập được cái gì. Bây giờ mình sẽ đào hết cái này. Đào cái này có vẻ chúng ta thu được khá là nhiều block. Không biết có hình như khoảng một stack luôn cũng được, hình như khoảng một stack luôn nếu mà đúng. Ok. Qua thế này. Đây. Qua đây nữa. Ok. Đập cái này luôn. Ngon chim, ngon chim. Đặt vào đây luôn. Này thì trời ơi, block iron nữa chơi. Sao anh phải tiếc nuối chứ nhỉ? Sao phải tiếc nuối với mấy cái block này là gọi là chết vãi chết, nên là họ chơi ngựa luôn cũng được. Cảm ơn á, cảm ơn chú gà. Cái này là gà mái hay gà gà cái ta? Chắc là gà cái. Cảm ơn chú gà mái đã cho tôi không, chú gà mái là chú gà mái á. Này là cô gà mái. Đấy, ngon ngon ngon. Ok, bây giờ mình sẽ đập cái này nữa. Con sắt kìa. Đào lấy luôn. Trời ơi, ngon chim phết. Ok. Đào qua đây. Một xì tắt đang chờ mình. Một xì tắt sắt đang chờ mình. Oh my god, một stat sắt đấy sao mình lên 55 rồi trời ơi. Ngon chim phết. Đào cả cái này luôn, rồi lấy thêm một ba miếng long cừu. 3 miếng long cừu.
Này nó đang đựng cái gì không biết nữa. Nói chung là lấy thêm 3 miếng lông cừu màu đỏ để mà làm thêm cái gì nhỉ? Cái giường để ngủ buổi tối đấy. Đào thế này trời ơi sướng phết chứ đùa. Ok, mình đang có khoảng hơn một xi đấy. Nỗ lực gọi là nỗ lực các bạn thấy không? Bụp bụp bụp. À không, mình đang đập đấy. Ok. Đập cái này luôn. À đây này, màu đỏ là Redwood, mình đâu có đập Redwood đâu, nhưng mà tự nhiên nó có, hình như là bốn cái nãy giờ mình đập là cái đó. Ok. Ổn định, ổn định, ổn định. Ấy. À, tạm thời vứt cái spider pet qua đi, nó bị dướng dướng, nó cứ nhảy nhảy lên hoài. Ấy, đấy. Lại lại red the fuck, mình không biết còn bao nhiêu cái nữa, nó cứ ô sao nãy mình lên 5 cái này. Ô kỳ lạ vậy, kỳ lạ. Hư cấu con, hư cấu game, hư cấu confirm. Ê còn hai block nãy chưa đập. Yeah, có thời gian quay lại đập rồi, ngon chim. Qua đây đập, qua đây luôn, qua đây, qua đây. Ok. Qua đây nữa, đập cái này. Ok, ngon ngon ngon. Và đào ở đây hai block này là chúng ta còn nhiều hơn à. Rồi cho xin nhá, cho xin, cho xin. Hình như ngoài này này, cái đó cũng ngoài này. Ok, đào 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 đào. Ok, chúng ta sẽ đi lên được rồi. Spider lên, ngon chim. Một ngày khá là vui vẻ, vui con người nó vẽ. Mình sẽ đặt cái bàn craft xuống đây là một cái kiếm bằng iron. Đợi khoan, từ từ mình sẽ lấy stat ra. Wow, trời đắng lòng. Tôi sẽ để lại cái shit, làm phát ba cái giáp luôn. Đù thôi kệ đi, coi như là đang có dư giả đồ á, hay là cho bớt, cho bớt, cho bớt. Ok, đúng, tôi dư giả thiệt mà. Thế này rồi chúng ta sẽ làm cái quần này, chúng ta sẽ làm cái mũ này, một cái này, và 50 cái chúng ta sẽ quay lại block. Ok, chúng ta đang làm, chúng ta sẽ làm cái kiếm bằng đá và một cái rìu, thì cái rìu không đủ. Ok, chúng ta sẽ làm thêm, lấy thêm stick và làm cái rìu bằng vàng, không thể ấy là mày bằng sắt, nhầm, sorry. Ok, tuyệt vời. Thì cái spider bed nào đây, con chim qua đây và có từ gần ở đây. Yes, hoàn hảo trên từng giây phút. Ôi ở cái đít của ta thì em có cái cục iron, cục gold rồi. Ấy đây còn, đây còn, trời ơi, tôi thẳng mắt ham mấy cái này luôn. Ngon ngon ngon. Không biết trên đội, trên người thằng này còn chỗ nào con. Wow, có block vàng, có block vàng lên. Spider bed không phải để chân. À và khi mà các bạn bấm ship thì spider bed của bạn sẽ bị rơi. Cái cũng 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 được. Bấm ship và bấm nút lùi. Ok kệ đi, mình sẽ lấy hai block là đủ rồi. Cái hai cái này là vứt rồi. Để xem nào. Hello, hello, hello. Em đang hết thịt chị ơi. Ok. Bacon, bacon, ngon ngon ngon. Cũng một dạng thịt, thịt của con heo ơi. Cũng là một dạng thịt của con heo, ngon. What the fuck? Cái gì tinh hoa phú quý tứ phía hấp thụ giữa cái cây này vậy? Cái gì bá đạo vậy? Đập rồi còn hấp thụ không? Ô còn, ủa có cây nào ở trên à? Quầy mầm đang nảy mầm mấy bạn ơi. Shit. Ủa sao cái night vision của tôi bị gì vậy? Ok, hết bị rồi, hết bị rồi. Ổn định, ổn định, ổn định. Ôi lắc rồi, lắc rồi. Ê ngôi nhà của ai vậy, ngôi nhà của ai vậy? Tới xem nào, tới xem. Ôi khoan, trước khi đi đây có ngôi nhà này, qua chào hỏi chủ nhà tí nha. Tại vì cuộc hành trình của chúng ta có rất là nhiều.
rất là lâu nên là mình sẽ Golden Apple của Enchant không? Không, bình thường, ok. Ôi giời, anh bị đặt bài block rồi. Ôi, skin anh bị lỗi rồi anh ơi. Ôi, tiền không à? Thế thì thôi vậy. Thế thì thôi, tôi không có muốn cái sự gì nhiều, ok. Anh muốn thật không? Cho anh cuối, ok. Doxy đấy, ok, goodbye. Yeah. Ok. Ok. Bam. Yes, ta có thịt bò, ta có Enchant. Mình nghe tiếng con mèo đâu rồi. Ê, ê, ê. Au, au, au. Ok. Stop, stop, stop. Oh shit. Ok. Ê, lại lại kiểu nó ăn, đang ăn RAM CPU cao ấy. Vậy là từ từ. Ổn định. Bụp, ngon. Bây giờ chúng ta có Golden Angel. Chúng ta không có cái này rồi. Apple cao à. Apple cao rồi, chúng ta sẽ có Apple và Long. Ngon, ngon, ngon. Cái này thì quá ngon. 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 Đây đây đây. Yep. Ngon. Ok. Hello chủ nhà. Anh khỏe chứ? Ở nhà anh lại lại bị chồng với cây à. Ông này là tôi không biết. Có vàng à. Ok, cho anh miếng thịt. Yeah. Goodbye. Sống một mình như vậy. Wait, what? Tuyệt vời. Hiện tại bây giờ mình vẫn chưa khám phá được vùng đất mới, mặc dù chỉ có cái vùng đất ở đây và ở đây nó khá là lạ, và mình nghĩ mình tập sau mình sẽ đi tới đó. Ok. Toàn từ từ mình sẽ ngủ, mình sẽ làm cái giường. Ok. Cái giường rất là ngon, chi mà bổ dưỡng màu đỏ đi, màu đỏ cái màu ưa thích của mình đúng không? Ok. Lấy cái này luôn, đi ngủ. Yeah, thì giọng không ai bắn mình. Ok. Tuyệt vời. Vô. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên ấn cái biểu tượng hình nút chổi này lên trên và subscribe để gia nhập team Zero Game Z. Và mình sẽ vào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem đến tận đây. Hẹn lại các bạn vào những video sau. Bye bye. Bye bye.